Cả nhà thân mến, bây giờ em đưa Tiến Nhung đi Bình Phước. Giờ là 4 giờ rồi nha. Giờ thì em vào xe. Hello cả nhà. Bây giờ thì em mới tới chỗ nhà của Tiến Nhung để đón Tiến Nhung đi để chùa Pháp Lạc Bình Phước cả nhà. Tiến Nhung hẹn em 4 giờ mà bây giờ em tới 4 giờ rưỡi. Giờ em ngủ quên kìa. Vậy em ấy có đồ gì không? Chắc có đồ á. Để em ra em coi.
giờ thì khoảng tầm 15 cây nữa em tới rồi, xíu là tới chỗ thì em sẽ đi thêm cho cả nhà xem. Bây giờ thì mời cả nhà theo tụi em. Dạ cả nhà thân mến, thì em tới chùa Pháp Lạc Tự rồi cả nhà. Chùa đây là Pháp Lạc Tự. Thì chỗ này, chùa này là chị Phi Nhung ngày xưa còn đương thời thì chị nuôi mấy trẻ em mồ côi cả nhà. Thì hôm nay thì em với Tiết Nhung mới đến đây. Nhưng mà hôm nay thì em cũng nghe là Tiết Nhung nói là hôm nay thì chắc trưa chắc có thể là có làm những cái việc ý nghĩa là phát mấy xuất quà cho những người nghèo ở cả nhà. Thì thật sự là sáng em vô thì thấy ca sĩ đồ vô trong hết trơn rồi, nhưng mà tại vì vô trong ở trong chùa rồi mấy em rồi tất cả mấy em thì lên lên đây thì phụ trong chùa, hôm ra là tụi em vô không được, hôm ra là em chỉ đứng ngoài thôi. Khi nào em quay được thì em sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem ha. Bây giờ thì em chỉ đứng ở ngoài cổng thôi cả nhà. Ở đây cổng là chùa Pháp Lạc Tự ở dòng điền Bình Phước nha. Ở đây thì có tất cả ca sĩ vô đó hết rồi, Quỳnh Trang nè, rồi Tiết Nhung nè, Thiên Ngân nè, rồi Di Juno nè, rồi em Trường Sang, Trường Huy đâu vô trong đó hết rồi cả nhà. Thì xíu nữa các em trưa các em ra phát quà thì em sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem ha. Thì cái nhà chờ em nhé. Đây là bà ngoại, mỗi nơi là đều có bà ngoại. Hồi nãy ngoại ôm anh giật mình. Đây là hai em của tụi em hết hồn luôn em, ngoại làm muốn rớt đi. Đây là anh Quy đây cả nhà. Đây là cô mẹ có Trường Sang, Trường Huy. Hồi sớm giờ anh đi ngủ ở quán cà phê sân vườn. Đây là Di Juno. Em trai lại gì bữa ở món anh có coi clip không ta? Em của anh Duy. Ủa em Duy hả? Hello em. Chứ không phải gì thầm gì quá thầm luôn hả? Vậy là em thuộc cái gì hả? Em thuộc cái gì hả? Dạ em bà con. Em hỏi chị em xã hội, anh em xã hội. Vậy là nó từ quýnh lộn rồi. Nó từ quýnh lộn rồi. Sài Gòn Huy đang quay. Cái Nhung đã đi cái đầu tiêm cấp. Hơi chua. Sắc cục to chua dữ. Nãy con không ăn chua được, con ăn cho một cái tự động nó lông vô tới đầu luôn. Không ăn chua được. Nhưng mà cái này lẽ là mắm đường ớt đường. Đúng rồi nước mắm ớt đường vậy. Hay là me đường đúng không? Me đường á. Còn đây là mấy cô gọi là bà ngoại rồi, mấy cô là đồng hành đó cùng với fan của chị Phi Nhung. Phi Nhung Quỳnh hay cả nhà. Thương con. Dạ. Mấy cũng còn hết rồi đó. Em đang đứng trước fan của chị Phi Nhung nha. Phi Nhung là mạnh gần luôn. Dạ. Tiết Nhung Trường Sang này đúng á. Dạ. Nhà có con. Dạ. Anh Huy Trường Sang lúc nào có mặt. Dạ. Không chuyện gì đã có mặt là liên quan đến Nhung là có mẫu rõ luôn. Hồi nãy con đang đứng ngoài lại ngoại ôm với Dương Minh. Ôi lại ôi trời ơi ngoại tên Ninh người lên. Ngoại tên Ninh. Ngoại tên Ninh. Đâu lên á. Tên Ninh. Tí Lâm An. Dạ. Nhớ ngoái rồi. Nhớ rồi. Nhớ nó ngoái mình ở bên kia để thiếu tường đó. Dạ dạ. Cái đó. Đúng không? Những người yêu thương luôn gặp nhau. Cái đó ngoài lấy cái gì bấm em chứ em giật là nó giục chỉ đó. Rồi dạ. Xe lại không xe cắt vô. Cắt chỉ mà lấy dao cổ xài cắt chỉ luôn. Tiết Nhung rồi lấy dao ngồi xài các chỉ luôn.
Rồi ngoái cái này, ngoái cái này. Không, bỏ vô miệng ngoái cái này. Ngoái cái gì? Gì chứ đi ngay làm cái đó coi hay lắm. Không? Quay MV của nó trầu tránh thời nó ăn trầu ôi. Thiệt á, ăn xong là nhìn trong video thấy thèm thiệt các bạn. Giờ cũng ngon ghê luôn. Ăn nhìn thấy ngon, thấy mặt thèm. Hôm nay cô Ngân giỏi đi xe nên lên luôn ở ngoài. Ngân lái xe hả? Còn tài xế chở. À, tài xế, tài xế chở. Tối nay em về luôn hả Ngân? Dạ. Về hả? Dạ, về chứ ngoại. Ban đêm mà cũng về nữa hả? Ủa vậy sao Nhung tới sáng về hả? Dạ, con để con coi tình hình sao rồi sáng về. Hôm nay xuôi này xuôi ba mùa đúng không? Không biết thay đổi xoài này mà cũng xuyên luôn mà chua. Ta có ăn thử, nó chua không? Chứ con nãy con ăn bây giờ con tự động con bị ê răng uống nước vô con bị ê luôn. Ê luôn. Con ăn chua dở lắm. Ê sao ăn là dùng vô. Vô bị già luôn. Ăn là sao luyện vô của ta. Quýnh nó chua quá. Cái xoài cái loại đây nè mà xoài trái thì nhỏ nhỏ. Anh Quy ăn chua được không anh Quy? Nhỏ nhỏ là chua mà nó dùng. Em mà chua là em chịu. Chừa lắm đúng không ạ? Dạ. Mấy đứa trẻ trẻ thì nó thích ăn vậy. Dạ. Thì nhà nó ăn vậy. Trời ơi, ăn lên nhiều video nhìn thấy thèm sức. Trời. Nhưng mà nó bị cuốn á. Cứ phải ăn hoài. À, bị cuốn không? Bị cuốn. Mà con nói với má là dạ, dở, nó không có chua dở. Tự động anh đang ngủ trưa cái tự động cái bút báo con nhảy lên thấy đang lùm đến bò. Trời ơi lúc đó ai hả? Ờ đúng rồi chưa tiếng Nhung lên chim cái lúc làm nó ngồi cháu thờ đặt đi thờ nó nắng thờ nắng cùng mà nắng quá thôi anh lười chạy lên luôn đang ngủ ngon nữa. Chi ăn gì vậy? Bánh bò hả gì? Bánh bò à? Bò chống nước cốt phải không? Có dừa không? Bánh bò của anh Bảo Bảo Phút. Ngon hả? Ngon quá. Rất là ngon. Ồ, nhìn làm ngon quá ha. Dạ. Nay em lên với ai? Em lên với ai? Em lên chung với bé Ngân. À, vậy hả? Lên sáng. À, em lên sáng với bé Ngân cái gì? Dạ. Thì rồi tới nay mấy anh em về luôn. Mấy anh em về luôn. Đúng rồi, em về luôn á. Cả như Nhung mới lại đúng không? Nhung mới lại. Sáng mai hai anh em về sớm. Dạ. Cô đi hát sầu hồi nãy đó thôi. Dạ. Ừ. Thì đồ ăn ngoài quá trời luôn đó nha. Quá trời. Ủa cái này mình hiểu dùm nóng nè. Mấy cô đang ngồi chờ. Giọng ai mà ghê quá vậy? Giọng bánh bèo này mình đã. Cay quá ngoại, cay đúng không? Cay nó nhắc mặt hết cả đó. Mấy em ăn xài giỏi. Dở chua quá trời, mấy em dở ăn bình thường. Dạ. Cũng Nhung thì ngân ăn bình thường. Con ăn vô miếng là con bị ê tăng luôn. Trời nóng ruột. Không ăn cho nó ấm bụng. Trời. Đừng phải không? Dạ. Thì cho hai nhỏ này nè mới ăn. Đừng ngon. Đừng thẻ bởi vì em dẻo con mà cây nó non thay nên ai dám đẹp chứ mẹ lo hả lo rồi đứa nào đẹp lo mấy nhà là fan của chị Phi Nhung và mấy bà ngoại rồi của đặc biệt là ngoại hay nghe tiếng Nhung chỗ nào thì ngoại hay ngoại đi tới luôn hôm nay là ngoại tin lên tới Bình Phước luôn đó nha. Ăn bữa rồi đó nha. Hello, trời ơi, đây là cái áo đẹp quá, khỏe. Em mới lên luôn hả?
em mới lên tới. Dạ hả? Sáng lên sáng giờ. Dạ. Con ngoại đợi kìa. Bầu ngoại tới linh lư. Có người tính kiếm ngoại á. Con đừng bỏ ra cho ngoại có gì vui nhau, con lên đó quay. Tại vì sắp tới con đi quay trên đó. Thì nếu mà nhà ngoại có ẩm thực hay là cái đẹp gì đó là con đi lên đó con quay. Ừ, nhà ngoại đó. Là con quay MV trên ngoại luôn á. Ngoại phải có muốn gì, không phải sống được gì mà. Không, quan trọng là con có, tức là có cái để cho mọi người coi. Tức là con đang làm cái chuỗi là con đi tới nhà của khán giả, là mình tới đó mình cùng nhau nấu nướng ăn uống một cái gì đó, sau đó mình ngồi mình trò chuyện với nhau. Ờ ngoại giống như là ngoại thích con hát với Tiết Nhung vậy bla 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 bla. Xong rồi cái ngoại yêu cầu đó, thấy chưa, con cháu nó đâu nghe đâu, thử Tiết Nhung nói đi là ngồi yên nghe nha. Là bây giờ thì là con đi lên đó thanh thần thôi, dù qua mà cách nhà âm thanh dữ vậy. Ờ, chùa phải cách nhà âm thanh vậy đó. Tức là con đi lên đó, ví dụ như là con sẽ cùng ngoại uống một cái món gì đó, con uống nhau. Sau là cái nghe bà cháu mình nói chuyện. Tức là ngoại nghĩ cái gì ngoại đó, tức là con sẽ con ngồi để con tâm sự với ngoại. Ngoại thích sao cái con khác nhau thì ngoại đi bọn là tập tới rồi. Cả nhà thân mến, lúc này chùa đang set âm thanh đấy cả nhà, đâm ra là từ xa nhiều khi nói đó cả nhà không nghe rõ nha. Thánh thần ơi, chùa mà set âm thanh lớn quá. Con tại vì con đi tới nên thì một điểm sẽ quay ngang đây được hai cái chứ, tại vì đi như vậy thì nó tốn chi phí cho con. Cái dịch vụ như con chụp ở đây chụp ở kia chụp ở nọ nó tốn chi phí. Núi có nhiều núi đẹp lắm, nhưng mà núi con muốn ra ngoài. Ngoại. Trời ơi, nhà tao mà quay tánh nào rồi xem thanh kìa trời. Trời ơi, nó cháu. Tôi thích dùng mềm mại này. Không biết là tiếng dùng tôi thì thôi, phải tới là cho tới. Trời ơi. Ăn rồi nãy giờ mới lên luôn á. Từ sáng giờ là con đi mua trái cây nè, giữ chó. Con giữ con chó mới đi được. Ủa, giữ chó nhà hả? Không có, mẹ em gửi lên khách sạn. Ok. Con chạy lên, nó ghé trên đường.